Tốn tiền dưỡng da nhưng sẽ ngày càng xấu tệ nếu như vướng phải 6 sai lầm này, chị em tránh ngay nhé. Phần 1. Số 1 đó chính là rửa mặt quá kỹ. Chúng ta sẽ chỉ cần rửa mặt với sữa rửa mặt 2 lần một ngày, sáng tối, và mỗi lần massage trong khoảng từ 30 giây đến 1 phút trên da, rồi rửa đi là ok rồi, không cần phải rửa 3 đến 4 lần hay là mỗi lần massage quá kỹ đâu. Nó sẽ càng tổn thương hàng rào bảo vệ của da hơn và khó mà đẹp được. Số 2 ngược lại với số 1 thì lại là những bạn làm sạch da không kỹ, thì có thể là chỉ tẩy trang qua loa nhẹ nhàng rồi đi rửa mặt luôn, hoặc là có những bạn là không tẩy trang mà chỉ dùng sữa rửa mặt trong khi là bôi kem chống nắng rất là dày ban ngày. Thì nhớ là chúng ta sẽ tẩy trang kỹ trước rồi đến sữa rửa mặt sau, double cleansing nhé. Sai lầm thứ 3 là không cung cấp đủ độ ẩm cho da. Khi mà da chúng ta thiếu ẩm ý, thì nó sẽ khô, nó sẽ xỉn màu, và trong nhiều trường hợp ý, nó có thể là tiết nhiều dầu hơn để bù lại độ ẩm. Có thể là serum, có thể là kem dưỡng, tùy thuộc từng loại da, nhưng hãy dành cho mình một loại dưỡng ẩm phù hợp nhé.